Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây là một cuốn sách, có thể nói là trong cái nghề photo thì phô sách là nó cực nhất. Tại nó có tại khi phô phải lật, đối với những cái thì phải lật từng tờ. Thì khi phô sách thì các bạn coi là có những điểm chú ý như sau. Thứ nhất là khi các bạn nhận tài liệu của khách hàng thì các bạn coi thử là cái kích thước này là nó nằm ở khổ nào. Có khi là cái những cái cuốn sách nó làm khổ rất là nhỏ, có khi những cuốn sách nó làm khổ nó vừa vượt quá A4 một chút, thì do đó chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta phóng to hoặc là thu nhỏ để cho phô cái cuốn sách nó được sao cho phô cho nó nhanh nhất. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách phô cuốn sách này ha. Đây cuốn sách này. Rồi bây giờ mình sẽ vào qua cái máy tính, mình vào cái lệnh ở trong màn hình. Rồi các bạn hãy nhớ xem hết video để các bạn có thể thực hiện được. Bây giờ chúng ta cùng làm nha. Cái phô sách thì nó có nó nhiều cách phô. Rồi tuy nhiên ví dụ như nếu mà cái cuốn sách này mà nó vừa đúng khổ A4 thì chúng ta không cần phải chỉnh to thu nhỏ gì nữa. Thì do đó thì chúng ta cái cách thứ nhất mà mình hay làm đó là phô lật từng trang như thế này. Ví dụ các bạn để cái mặt này nha. Mặt này nếu mà nó vừa đủ A4 thì các bạn chọn hai mặt, đúng chưa? Các bạn trong cái lệnh thao tác hai mặt thì các bạn biết rồi, các bạn chọn hai mặt. Nếu các bạn chọn khe một thì các bạn chọn vào đây A4 khe một, chọn hai mặt. Chúng ta bấm Start là máy quét qua một lần, tức là cái này nó vừa khổ A4 nha. Các bạn thấy không, cái cuốn sách này nó vừa khổ A4 thì cái này nó còn một chút thôi. Nếu các bạn ví dụ nếu nếu mà các bạn không cần lật cái nắp, không cần lật lật cái nắp ADF xuống, thì các bạn dùng một miếng giấy các bạn che đây nha, các bạn che đây lại thì các bạn khỏi cần lật ADF. Còn này bên đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là mình sẽ lật ADF khỏi mất công, mất tốn nhiều thời gian. Sau khi bấm Start cái rồi các bạn lật đây, tức là cái mặt thứ hai thì các bạn sẽ để sát bên cái mép này nè, đúng không? Tức là cái chiều chiều của cái cuốn sách như vậy thì các bạn sẽ lật cái mép như thế này nha. Các bạn sẽ lật cái mép thế này, các bạn bấm như vậy, bấm Start xuống một lần nữa thì nó sẽ chạy ra hai mặt, cũng giống như là phô hai mặt bình thường. Cái thao tác này cũng giống như phô hai mặt bình thường nha các bạn. Đó là cách đơn giản nhất mà các bạn sẽ không cần một cái thao tác lệnh gì cho nó phức tạp hết. Các bạn có thể làm được. Đây bây giờ sau khi mà phô ra xong rồi các bạn thấy đúng không, tức là đây nè, đây mặt thứ nhất là đây mặt thứ hai, nó cũng giống như phô hai mặt, tương tự như phô hai mặt, tại vì nó là kích thước. Còn đối với những cái cuốn sách mà nó to hơn khổ A4 thì các bạn có thể vào vào trong cái lệnh chỗ này nè. Các bạn thấy trên màn hình không, các bạn thấy cái số là 93 rồi tới 100%, các bạn bấm vào đây nè. Rồi xin lỗi, các bạn vào trong cái nút Reddit hẹn lên nè, đúng không? Các bạn sẽ chọn nè, phóng to thu nhỏ. Ví dụ các bạn muốn phóng to lên thì các bạn bấm vào đây rồi các bạn bấm OK. Tùy theo cái cuốn sách nha. Ví dụ như cuốn sách này nè, khi phô ra, ví dụ như cái này thì các bạn thấy phô ra phô như thế này thì nó sát lề quá, đúng không ạ? Nó sát lề quá, các bạn không có thể nào mà đóng gáy được. Ví dụ gáy đây thì nó sẽ đóng cái mắt, thì ở đó làm sao chúng ta sẽ phóng, sẽ thu nhỏ lại, chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Đối với cái này nè, các bạn thấy nè, tức là từ đây nó trên đây là các bạn thấy nè, nó hơi lệch qua bên chỗ đây một chút, tức là đây khổ A4 thì nó lệch hơn. Cái là cuốn sách này cái gáy nó dài hơn một chút thì các bạn vào trong đây ha, cái lợn này các bạn thu nhỏ lại. Thì hồi nãy là bây giờ đây 70% thôi, bây giờ các bạn nhắm hình thức nó là có thể là khoảng 95 là các bạn có đóng gáy được, thì các bạn chọn 95 rồi các bạn chọn qua OK. Các bạn chọn thêm một, các bạn chọn hai mặt đó. Còn đối với giống như phô hai mặt thì các bạn cũng như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ xuống rồi bấm bấm Start cái sau đó các bạn lật hai, các bạn cũng bỏ qua vậy thì nó sẽ thu nhỏ lại chút để cho chúng ta dễ đóng gáy nha, ta dễ đóng gáy. Rồi các bạn bấm Start cái nữa thì trong quá trình có thể nó lệch qua lệch lại một chút thì các bạn có thể tự các bạn canh nha, tự bạn canh đây. Bây giờ các bạn thấy là khi mà phóng nhỏ một chút là bây giờ cái chữ này đã thấy đúng không, cái chữ này nó thấy toàn vẹn nè, các bạn đóng đây
Thì bên đây các bạn thấy nè, đó, tức là nó sẽ có lừa trừ cái lề ra cho mình. Đây là cái ban đầu mà chưa chưa thu nhỏ này. Đây, cái ban đầu chưa thu nhỏ các bạn thấy không? Tức là nó bị mất cái chỗ này. Còn khi mình thu nhỏ không 95%. Trào xuống nó còn 95% thì này vừa đủ thấy nè. Qua bên đây các bạn sẽ lật, các bạn thấy nè ha. Tức là ở đây mình đóng gáy nó vừa luôn, còn bên đây thì này, thì nó sát quá ha, nó gáy không được. Đó. Đúng chưa? Các bạn thấy rõ chưa? Rồi. Như thế thì các bạn sẽ lật từng trang thế đến khi hết cuốn sách, rồi các bạn phô bì, các bạn đóng vào cho người ta. À, đó là cách thứ nhất. Rồi bây giờ còn qua cách thứ hai thì như thế nào? Qua cách thứ hai thì các bạn cũng để như thế này, các bạn cũng mình cũng phóng nhỏ xuống 95 nha. Đây, các bạn phóng nhỏ 95. Nhưng mà đối với cách thứ hai thì các bạn sẽ vào trong cái lọ này nè. Đúp compulsory đây nè, các bạn vào cái lệnh đúp compulsory, các bạn viết đây nè, nè đúp compulsory nha, mình vào đây các bạn chọn cho mình vào cái serial book này. Đây bây giờ các bạn sẽ thấy hình dung như thế này, trang 1, trang 2, tức là phô ra nó thành một mặt. Ở chế độ thứ nhất là book một size nha, là chế độ một mặt nè, là tức là ví dụ như thế này, khi mà các bạn để cái này ha, để thế này các bạn phô nha, thì nó sẽ chạy ra hai tờ một mặt cho các bạn nè. Ví dụ mình sẽ làm thử cho các bạn nha. Ok, ok, chọn nha, mình chạy đi, tức là nó quét qua một lần, nó quét hai lần như thế này, các bạn sẽ thấy là nó ra hai tờ, đây hai tờ một mặt này. Đây các bạn thấy chưa, hai tờ một mặt, hai tờ lật mặt. Tức là ở cái chế độ như thế này, ở cái chế độ là book ha, book một size. Và các bạn vô nhìn vô hình nè, các bạn phải để ý hình nha, các bạn khi các bạn làm cái gì các bạn phải để hình, tại nó có một cái hình minh họa chúng ta hiểu rằng là đây là cuốn sách trang 1, trang 2, thì nó sẽ khi phô ra thì nó sẽ thành trang 1 một mặt và trang 2 một mặt. Còn đối với cái book nè, qua cái phần thứ hai là book hai size, tức là trên đây các bạn thấy là trang 1, trang 2, thì khi phô ra thì nó là sẽ trang 1 ở phía trước, trang 2 ở phía sau trên cùng một tờ giấy, ví dụ như thế này. Đây mình sẽ chọn qua hai size cho các bạn thấy nha. Ok rồi, đâu các bạn ở đây các bạn phải chọn thêm hai mặt nha. Rồi các bạn bấm start một cái nè, bấm start một cái nha, các bạn thấy nó quét qua một lần. Như cái thao tác này mình làm hơi lộn rồi. Đây thao tác mình làm hơi lộn. Đây thứ nhất là như thế này. À hồi nãy mình quên đang chọn cái số bút sai, bút hai sai nè, đúng không? Bây giờ các bạn bấm ok một cái, rồi các bạn bỏ xuống, các bạn ok. Rồi khi các bạn bấm nè, các bạn thấy nó cũng quét qua hai lần như thế này, thì khi đó thì cái trang 1 của nó này, đây bây giờ các bạn sẽ thấy nè, đây là nó sẽ ra hai mặt rồi, đúng không? Tức là cái trang này là mặt thứ nhất ha. Còn cái mặt thứ hai này nó sẽ nằm bên đằng phía sau này, tức là trên một tờ giấy hai mặt, tức là theo hình thức như thế này nha. Các bạn chọn phô thế này à. Tuy nhiên cái này thì nó sẽ phô, nó sẽ không đúng số trang như thế này nha, đúng số trang theo sách, tại vì sách là cái này nó nằm ở phía sau tờ này, đúng không? Nếu các bạn mà phô thế này thì nó không đúng theo sách. Có một số khách hàng thì có thể họ sẽ dễ chịu hơn cho chúng ta, tuy nhiên có một số khách hàng bắt buộc phải phô đúng sách như thế thì mình không thể chọn cách này, và mình chọn cách thứ ba. Rồi còn đối với chọn cách thứ ba như thế này, các bạn cũng vào cái lệnh đúp combin nãy ha, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chọn là phong back to hai size, tức là các bạn thấy nè, các bạn thấy đây nha, cái này nó hơi quan trọng, chúng mình chỉ kỹ hơn. Thứ nhất là trang 1 nè, các bạn thấy trang 1, trang 2, trang 3 là mặt ở sau trang 2, đúng không? Là khi ra đây thì trang 1 nó là một tờ rời, trang 2, trang 3, tức là trang 2, trang 3 thì nó sẽ là hai mặt như thế này,
Tức là khi mình phô cái này thì cái trang đầu tiên mình không có quan tâm, mình sẽ bỏ cái trang thứ nhất đi. Và bắt đầu từ trang thứ hai trở đi, chúng ta chỉ có lật. Chúng ta sẽ có lật, rồi chúng ta sẽ lật cho nó hết cuốn luôn, là nó sẽ ra y như cuốn sách thế này. Rồi bây giờ mình làm cho các bạn coi nha. Các bạn sẽ chọn vào đây nha. Các bạn thấy, các bạn sẽ chọn vào trong này nè. Các bạn bấm OK cái cho mình. Đúng không? Hồi nãy mình đang muốn chọn cái này xuống 95 thôi, để cho nó vừa đóng. Đúng chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái này ra vào bên đi. Bây giờ thế này, bây giờ muốn chụp cuốn sách như y như cuốn này thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ vậy. Các bạn sẽ thấy là cái gương quét đó, nó sẽ quét hai lần nha. Nó quét hai lần và nó sẽ nhớ cái trang. Ví dụ như nó quét trang này thì nó quét qua lần vậy, nó quét qua lần vậy, thì khi trang thứ hai á, mặt sau nó quét tới đây thôi và nó nhớ cái trang, nó nhớ cái mặt con này. Sau đó chúng ta lật lại thì nó sẽ OK, nó qua nè. Các bạn coi nè nha. Đây, các bạn thấy nó quét hai lần chưa? Rồi, bây giờ cái tờ thứ nhất. Cái tờ thứ nhất là sao? Các bạn thấy nó ra một mặt. Bây giờ mình không có quan tâm cái tờ thứ nhất thì chữ thứ hai làm cái gì, đúng không? Bây giờ mình sẽ qua cái tiếp đến cái trang thứ nhất, cái qua tiếp cái trang thứ hai như thế này. Các bạn để xuống vậy. Này. Rồi, các bạn bấm cho mình tiếp star nữa. Đây, các bạn thấy nó cũng quét hai lần. Nhưng mà đối với lần thứ hai thì nó sẽ ra đúng như theo yêu cầu của cuốn sách. Tức là cái tờ này và tờ này là một. Đây, các bạn thấy chưa? Tờ này với tờ này là một. Như vậy, đối với những cái trang kế tiếp thì mình tiếp tục mình lật như thế này, cũng lật bình thường như vậy. Rồi chúng ta lật như vậy cho đến khi hết cuốn sách thì chúng ta bấm giao cho khách hàng. Này, giờ tiếp đó nè, các bạn thấy chưa, hai mặt mười vậy, đúng không? Đây là cái mặt này là mặt sau nè, nằm ra phía sau nè, không phải ra mặt trước nè. Đây, các bạn thấy bây giờ đơn giản chưa? Rồi bây giờ kế tiếp thì các bạn cứ lật như thế này, các bạn bỏ qua. Thì đối với cái thao tác này thì nó sẽ nhanh hơn cái cách thứ nhất, tại vì cái cách này mình chỉ cần lật qua một cái thôi là mình nó quét hai ba lần, vậy đó là nó quét hai lần thì nó nhớ rồi. Thì nó ra đóng cuốn sách mà không cần canh chỉnh gì nữa. Còn đối với cách thứ nhất thì các bạn phải lật từng tờ, thì có thể cái thời gian nó mất lâu hơn. Rồi bây giờ các bạn thấy là khi những cái thao tác đó các bạn có thể làm được, đúng không? Sau những sau khi các bạn xem video của mình ha. Rồi bây giờ các bạn thấy qua những cách chia sẻ thì có thể là mình tin chắc rằng khi mà các bạn xem qua video này thì các bạn có thể làm được những cái thao tác phô sách, hoặc các bạn có thể là cân chỉnh sách, phô ra một cuốn sách cho khách hàng. Hy vọng video này sẽ có ích, và đặc biệt là sẽ có ích hơn cho tất cả các bạn mà mới mở tiệm ha, các bạn mới vào nghề. Hy vọng các bạn, nếu mà các bạn thích các bạn xem video, các bạn hãy bấm nút like nha, và các bạn hãy share video cho mọi người cùng xem. Và nếu các bạn chưa đăng ký thì hãy nhấn nút đăng ký để xem những cái video chia sẻ phía sau kế tiếp của mình. Rồi, video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Hy vọng là các bạn sẽ làm được. Hãy đăng ký và ủng hộ kênh của mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn thành công. Bye bye.